Mỹ để loại bỏ Huawei, Ủy viên Hội đồng của Ủy ban Thương mại Mỹ Geoffrey Stux cho biết, chính phủ Mỹ đang không chỉ nỗ lực ngăn chặn việc Huawei xây dựng mạng 5G tại quốc gia này, mà cũng đang nhanh chóng loại bỏ và thay thế các linh kiện, thiết bị của Huawei mà các nhà mạng tại Mỹ đang sử dụng cho hệ thống mạng 3G và 4G trước đây. Stux cho biết chính phủ Mỹ xem việc sử dụng các thiết bị viễn thông của Huawei cho các hệ thống mạng 3G và 4G cũ, cũng nguy hiểm tương tự như khi sử dụng thiết bị của Huawei để phát triển mạng 5G. Do vậy, Ủy ban Thương mại Mỹ cần phải đảm bảo rằng không có rủi ro bảo mật nào trong các nhà cung cấp mạng viễn thông hiện tại ở Mỹ. Để đảm bảo điều này, đầu tiên Ủy ban này cần phải tìm hiểu xem có bao nhiêu nhà mạng tại Mỹ sử dụng các linh kiện, thiết bị viễn thông do Huawei cung cấp. Theo một hiệp hội các nhà mạng nhỏ tại Mỹ thì ước tính một phần bốn trong số 50 các nhà mạng nhỏ tại Mỹ vẫn đang sử dụng các thiết bị viễn thông do Huawei cung cấp. Sau khi xác định được nhà mạng nào đang sử dụng thiết bị do Huawei cung cấp, bước tiếp theo ủy ban thương mại mỹ cần phải tìm hiểu mức độ sử dụng và phụ thuộc của các nhà mạng này với thiết bị do huawei cung cấp bước cuối cùng ủy ban thương mại mỹ sẽ yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ các thiết bị mà ủy ban này cho rằng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin mà theo stux cách tốt nhất đó là gỡ bỏ và thay thế đối với các nhà mạng nhỏ mua các thiết bị của huawei vì kinh phí thấp fcc sẽ tài trợ cho các nhà mạng này để thay thế các thiết bị từ huawei mục đích cuối cùng đó là sẽ loại bỏ toàn bộ các linh kiện thiết bị viễn thông của huawei mà các nhà mạng tại mỹ sử dụng Tuy nhiên để thực hiện điều này, chính phủ Mỹ có thể phải tiêu tốn số tiền lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Dù tiêu tốn số tiền lớn, nhưng theo Stux thì điều này là cần thiết vì vấn đề an ninh quốc. Khi mà chính phủ Mỹ cáo buộc các thiết bị viễn thông của Huawei âm thầm thu thập các thông tin người dùng và cả thông tin tình báo để gửi về Trung Quốc. Dù nhiều lần Huawei đã lên tiếng khẳng định không hề sử dụng các thiết bị của mình cho mục đích gián điệp.